ngồi thiền có tác dụng làm cho chúng ta, giúp cho chúng ta thoải mái. Thanh thơi và được nuôi dưỡng. Trong cái thế giới bận rộn ngày hôm nay, được ngồi yên là một cái xa xỉ phẩm. Vì vậy cho nên những người nào mỗi ngày có cơ duyên được ngồi yên là những người đó may mắn lắm. Và phải biết tận dụng cái cơ hội đó, phải trân quý những cái giờ mình được ngồi yên. Mục đích của ngồi là có mặt thực sự trong sự sống. Và ngồi như vậy tức là đã thực tập một cái phép lạ. Phép lạ đó tức là có mặt thực sự trong sự sống. Và trong cái ngồi thiền thì mình rất là dễ dàng để thực tập cái gọi là không đi đâu hết, không có gì để làm. Nowhere to go, nothing to do. Là mình có cái giờ như vậy. Và ngồi như vậy cũng là nuôi dưỡng, cũng là một cái loại thức ăn. Và khi mà chúng ta thiếu ngồi á, thì cũng như là chúng ta thiếu ăn. Nó trở thành ra một cái thói quen thiếu ngồi thì mình coi như là thiếu ăn. Nhưng mà ngồi thiền không phải chỉ là để được an lạc, được nghỉ ngơi, được có mặt, được nuôi dưỡng. Mà ngồi thiền cũng phải là cơ hội để mình đối diện với những cái khó khăn của mình, những cái phiền não của mình. Tại vì những cái khó khăn đó, những cái phiền não đó, nó có thiệt. Mình có thể đang có khó khăn với cha mẹ, hay là với thầy, hay là với sư huynh, sư đệ, hay bạn bè, hay là xã hội. Và khi mình ngồi, có thể là mình đang tìm cách tránh né những cái khó khăn đó. Mình đi trốn. Mà ngồi thiền không phải là đi trốn. Ngồi thiền là để có cơ hội đối diện và giải quyết những cái vấn đề đó. Cố nhiên là khi con thỏ nó chui xuống dưới cái lỗ của nó, dưới đất đó, là nó có rất có an ninh. Nó không có bị săn bắn, nó không bị các loài khác tấn công. Thì cảm giác an ninh đó là mình có trong cái ngồi mình ngồi thiền. Nhưng mà khi mà con thỏ nó ngồi lâu trong cái lỗ của nó thì nó phải đi ra, tại vì nó phải kiếm ăn, nó phải đối diện với sự sống. Không thể nào ngồi trong cái lỗ của nó hoài được.
thì người ngồi thiền cũng vậy đó. Nếu ngồi thiền là để tìm cái sự an ninh, trốn chạy những cái vấn đề khó khăn mà mình đang có, thì ngồi thiền như vậy là một sự tránh né. Dù mình ngồi cả ngày đi nữa cũng là sự tránh né. Mình tìm một cái lỗ, mình chui xuống đó để mình tránh né những cái vấn đề có thiệt của đời mình. Do đó cho nên mình phải nhớ rằng ngồi thiền cũng là một cái cơ hội để đối diện với những khó khăn, với những phiền não mà mình đang có. Và như vậy thì sự thực tập ngồi mới có công năng nhổ lên cái gốc rễ của những phiền não, những khó khăn và làm cho mình tự do. Còn nếu không thì giờ ngồi thiền chỉ là cái giờ nương náu, tránh né mà thôi. Thì mình có thể ghiền người thiền, nhưng mà ghiền như vậy chẳng qua là ghiền cái sự tránh né, tìm chỗ yên ổn để khỏi đối diện với sự sống, với cuộc đời. Người thiền không phải là chỉ như vậy, phải đi thêm những bước khác. Sống trong tăng thân, mình có thể có những khó khăn trong liên hệ với những người khác trong tăng thân. Và trong khi ngồi thiền, mình có thể sử dụng cái thời gian đó, cái công phu đó để tìm ra cách giải quyết những khó khăn mình đang có với những người ở trong tăng thân, ở trong gia đình của mình, ở trong xã hội của mình, ở trong sở làm của mình. Và như vậy ngồi thiền không phải là sự tránh né nữa, mà là một cơ hội để đối diện confrontation với những khó khăn. Thực ra những khó khăn đó mà mình gặp phải trong đời sống hàng ngày của mình là những cái cơ hội để cho mình thực tập. Nếu mình đi lên trên núi mà ở một mình thì mình sẽ không có đụng chạm, mình sẽ không có ganh tị, mình sẽ không có giận hờn, mình sẽ không có bực bội, tại vì mình chỉ ở một mình thôi. Và những cái tâm hành đó nó không phát hiện, và mình tưởng là mình không có vấn đề. Nhưng mà tại mình sống trong chúng, cho nên nó có những đụng chạm, nó có những vấn đề. Và mình biết là mình có những yếu kém. Mình có vấn đề tức là mình có yếu kém. Đi xuất gia hay là đi tới một trung tâm tu học không phải là để trốn tránh những vấn đề, trốn tránh những khó khăn, mà là để tìm cách giải quyết những cái khó khăn đó, đối phó và chuyển hóa những cái phiền não đó. Cho nên thay vì coi những cái khó khăn đó là những cái trở ngại, thì mình coi những khó khăn đó là những cái cơ hội. Thì trong tăng đoàn ngày xưa của Đức Thế Tôn cũng có những khó khăn, cũng có những ganh tị, cũng có những giận hờn,
Và những điều đó được ghi chép lại rất rõ ràng ở trong các kinh. Có một thầy ganh tị với thầy Xá Lợi Phất quá mà không có biết phương pháp giải quyết chuyển hóa, đè nén xuống, và vì vậy cho nên thầy sinh ra có những cái chứng bệnh ngoài da. Ban đầu những cái mụn nó nhỏ như là những cái hạt cát, và từ từ lớn thành những hạt mè, lớn lên nó lớn thành những hạt bắp và nó chảy nước ra. Và tất cả những cái đó, những cái bệnh ngoài da đó của thầy á, là do thầy không có khả năng giải quyết được cái khó khăn của thầy đối với thầy Xá Lợi Phất. Khó khăn của tâm nó biểu hiện ra trong những cái bệnh tật của thân. Và có những cái ví dụ như vậy rất nhiều trong kinh điển. Rồi thầy A Nan cũng có bị nhiều người hiểu lầm. Có một lần thầy A Nan sau khi chúng tăng được cúng dường bánh chapati ăn còn dư, thì thầy mới được lệnh đem ra xóm để mà phát cho trẻ em nghèo. Thì thầy phát cho mỗi đứa một cái. Nhưng mà có một lúc thì thầy lấy lộn hai cái, tại vì hai cái nó dính với nhau, thầy đưa cho một cái bé. Và thầy bị lên án là tại vì con bé đó nó xinh quá cho nên thầy cho hai cái, thầy thì cho một cái. Thì có những cái chi tiết như vậy mà nó được ghi lại trong kinh, chứng tỏ rằng trong tăng đoàn ngày xưa nó cũng có sự ganh tị, có sự nói xấu, nó có đủ hết. Và tuy tăng bảo là tăng bảo thật đó, nhưng mà có thể có những cái yếu kém. Và mình đừng có tưởng tượng rằng là có một cái tăng thân mà trong đó ai cũng tuyệt vời hết, không có ai có những yếu kém nào. Một cái tăng thân như vậy nó không có được. Nếu trong tăng thân có người quyết chí tu tập, có những người có bồ đề tâm lớn, có tình hình đề, có sự tươi mát, có sự tu tập đàng hoàng, thì dù trong thân đó, trong tâm thân đó có một số những cái cá nhân đang còn phiền não, đang còn ganh tị, đang còn giận hờn, thì tâm thân đó cũng là tâm bảo như thường. Mà có những cái yếu tố tiêu cực như vậy trong tăng thân để cho mình có cơ hội để tu. Còn nếu tất cả đều toàn hảo thì đâu có tu gì nữa. Và mình đi tu không phải là đi kiếm một chỗ không có vấn đề. Tìm một cái đoàn thể, tìm một cái nơi chốn mà trong đó không có vấn đề. Đi tu không phải là đi kiếm một chỗ như vậy. Nên mình biết là cái chỗ như vậy nó không có. Và chính nhờ những cái khó khăn đó mà mình khắc phục được thì mình mới lớn lên, mình chuyển hóa. Và mình vượt thoát phiền não. Nếu tăng thân mà nó chưa được đẹp như là mình mong ước, thì mình sự có mặt của mình đó là để làm cho tăng thân đẹp hơn. Ví dụ là tăng thân mới đẹp được có 40% thôi thì nó chưa được, thì với cái sự thực tập của mình, với cái công phu xây dựng tăng thân của mình làm thế nào để cho tăng thân từ 40% đẹp nó lên tới 55% đẹp. Còn nếu mình nói rằng là tăng thân chỉ 40% đẹp, 60% xấu thì
mình phải đi chọn một tăng thân khác. Như vậy thì mình chỉ đi, mình chỉ biết thừa hưởng mà mình không biết cái xây dựng. Chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn là một người xây dựng tăng thân rất là tài ba. Và khi mà Ngài chấp nhận đệ tử của ba anh em ông Ca Diếp và có được cả ngàn vị đệ tử trong vòng có mấy ngày thôi, thì Ngài rất là can đảm. Tại vì gần 1.000 người mà theo đạo thờ thần lửa đó, cái nhóm người đó rất là ô hợp, rất là khó dạy. Nhưng mà trong vòng mấy tuần lễ, Đức Thế Tôn đã nỗ lực xây dựng cái tăng thân đó thành một tăng thân đàng hoàng. Cũng may cho Ngài là Thầy Ca Diếp U Lô Tần Loa Uravela Kashyapa là thầy của họ, anh cả của họ. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn có người phụ tá giỏi. Sau mấy tuần lễ tu tập, học cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách ôm bát, cách nói lời ái ngữ, thì Đức Thế Tôn mới đưa hết tất cả lên trên núi Gayasisa, núi tượng đầu, và huấn luyện thêm nữa. Và chính trong cái thời gian đó mà Đức Thế Tôn nói cái kinh gọi là kinh lửa, kinh đốt cháy. Kinh bốc cháy, kinh lửa. Và sau một thời gian 2 tháng, khoảng 2 tháng, thì tăng thân của Đức Thế Tôn đã có vẻ chính đốn. Và lúc đó Ngài mới cho tăng đoàn đi về thành vương xá Rajagraha để khất thực. Có những cái vùng dài, có những cái lỗi lầm nó xảy ra trong tăng thân. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã có cơ hội nói những bài pháp rất là hay. Những bài pháp đó là để đối trị, để mở lối, để hiến tặng những cái phương pháp thực tập cụ thể, khiến cho các thầy, các sư cô có cơ hội vượt thắng những khó khăn, xây dựng tình huynh đệ. Và tăng thân càng hùng mạnh tương nào, càng có nhiều hòa hợp tương nào, thì khả năng truyền đạt giáo pháp nó càng lớn tương đó. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn cũng như các thầy phụ tá cho Ngài đã nỗ lực xây dựng tăng thân. Và đó là cái công tác tu tập căn bản. Cố nhiên là Đức Thế Tôn và các thầy cũng có những cái buổi thuyết pháp, những cái buổi giảng dạy,
dành cho những người cư sĩ. Nhưng mà cái công tác căn bản vẫn là công tác xây dựng tăng thân. Khích lệ sự tu học. Chúng ta đừng nghĩ rằng là trong thời của Đức Thế Tôn không có những khó khăn trong tăng thân, có nhiều lắm. Nhưng mà các thầy như là thầy Sa Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên, thầy Ubali, thầy An Nan luôn luôn bám lấy tăng thân để giúp Đức Thế Tôn xây dựng tăng thân, giải quyết những khó khăn. Ngày xưa trong tăng thân có 6 thầy rất là khó chịu. Họ không có phạm những cái giới lớn. Vì vậy cho nên họ không có bị trục xuất. Nhưng mà họ làm thành một cái băng đảng, gọi là băng đảng 6 người đó, The Gang of Six. Tiếng Tàu gọi là lục quần tỳ kheo. Khó đối trị lắm. Ở bên phía các sư cô cũng vậy, cũng không biết tại sao cũng có 6. Lục quần thì không đi, cũng có 6, có bằng đảng 6 sư cô, rất là khó chịu. Cái đó ghi chép lại rõ ràng. Vì vậy cho nên mình đừng có ảo tưởng tăng thân của Đức Thế Tôn là toàn hảo, có khó khăn. Và chính nhờ như vậy cho nên Đức Thế Tôn mới nói được những bài thoại rất là hay, rất là khí hợp. Thì bây giờ mình cũng làm như vậy thôi. Nếu trong tăng thân có những yếu kém thì mình phát tâm tu tập như thế nào để giúp thầy, giúp các sư anh, sư chị lớn đối phó với những yếu kém đó, làm cho tăng thân càng ngày càng đẹp, càng hùng tráng. Và khi tăng thân đã hùng tráng, đã đẹp đẽ thì công việc hoằng pháp của mình nó sẽ dễ dàng hơn, có nhiều kết quả hơn. Ở ngoài xã hội, người ta có rất nhiều vấn đề tranh chấp, giận hờn, bạo động. Ở Á Châu, cũng như ở Trung Đông, cũng như ở Âu Châu. Thì dựa trên cái sách lược chính trị, trên cái sự dọa nạt, trên cái vũ khí để mà giải quyết vấn đề với nhau. Và tình trạng nó không có khả quan chút nào. Trong tăng thân chúng ta có một ít vấn đề nhỏ nhỏ mà chúng ta lại có những cái pháp môn, những cái giáo lý, những pháp thực tập rất là rõ ràng. Và nếu chúng ta không có giải quyết được những cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy thì thật là quá dở. Trong tăng thân không có sóng gió, không có sự tranh chấp lớn, không có sự chia rẽ. Trong tăng thân nó chỉ có một vài cái rất là nhỏ nhặt. Và nếu mà mình biết rằng mình sự có mặt của mình ở trong tăng thân là để xây dựng tình huynh đệ, và mình quyết tâm xây dựng tình huynh đệ thì mình có thể vượt thắng một cách rất là dễ dàng. Mình lớn lên và mình giúp cho anh, cho chị, cho em mình lớn lên.
mình có pháp môn lắng nghe, mình có pháp môn ái ngữ. Nếu có một người trong văn thân không hành sự đúng theo uy nghi, đúng theo giáo pháp, đúng theo giới luật, thì mình có thể sử dụng cái pháp môn lắng nghe và ái ngữ đó để giúp cho người kia, giúp một cách trực tiếp. Tại vì những người đến với đạo tràng để tu học là những người có cái tâm muốn tu học. Mà có cái tâm muốn tu học rồi á, thì phải có cái ước muốn lắng nghe để được soi sáng. Nếu mà mình nói với người đó bằng cái ngôn từ hòa ái của một người muốn xây dựng thì người đó có thể nghe được. Có thể là trong quá khứ mình nói người đó không chịu nghe, hoặc là chưa chịu nghe, hoặc là người đó giận và mình cục hứng, mình không có muốn nói nữa. Mình chịu thua. Thì như vậy mình đã không có một cái ý chí để thực tập. Tại vì nếu mình không có giúp người đó được thì ai giúp người đó? Mình phải sử dụng lắng nghe cho đúng mức. Mình phải sử dụng ái ngữ cho đúng mức. Và khi mà cái tình huynh đệ nó có giữa mình và người đó thì mình có khả năng nói được, có khả năng khuyên nhủ được. Mà cái tình huynh đệ đó nó không phải tự nhiên nó có, mình phải xây dựng. Mình phải để ý tới người kia, mình phải coi người kia là anh của mình, là chị của mình, là em của mình. Mình phải hiểu những khó khăn của người kia, mình phải có cơ hội chia sẻ, nâng đỡ người kia. Thì tự nhiên nó có cái tình huynh đệ. Mà có cái tình huynh đệ rồi thì ngồi nói với nhau nó dễ. Sở dĩ nói với nhau chưa được, người kia chưa chấp nhận là tại vì chưa có cái tình huynh đệ đó. Mình nói tới tình huynh đệ, nhưng tình huynh đệ là một cái gì nó rất là cụ thể. Và khi mà mình nói, mình không có dám nói, mình không dám chia sẻ với người đó, thì có thể là có cái sự bình an ở ngoài mặt, nhưng mà không có tình huynh đệ. Nói anh chi, nói anh ta giận, bất công, thì cái đó là không có tình huynh đệ. Nó chỉ có sự bình an ngoài mặt mà thôi. Và mình không muốn như vậy, cái đó nó ít quá đấy. Cái đó không có đủ để nuôi dưỡng mình. Mình phải có tình huynh đệ đích thực. Khi mình soi sáng cho một người, mình không có dám nói. Ai cũng nói những cái điều tốt người kia thôi, không có ai dám nói đến những điều tiêu cực người kia. Là tại vì mình sợ nói ra thì người kia giận. Và như vậy nó chưa có sự thực tập đàng hoàng. Và người kia không có được mình giúp khi mình không có khả năng nói ra được những cái yếu kém của người đó, để người đó có thể tu tập để sửa đổi. Mà sở dĩ chưa nói được là tại vì chưa có cái tình huynh đệ đích thực. Chúng ta nói rằng bổn phận của chúng ta là xây dựng tăng thân. Nhưng mà mỗi chúng ta
xây dựng tăng thân như thế nào, ta đã làm gì, ta đang làm gì, ta làm gì mỗi ngày để xây dựng tăng thân, nói một cách cụ thể. Ta có sử dụng những cái pháp môn được trao truyền để xây dựng tăng thân hay không, để xây dựng tình huynh đệ hay không. Ta có thời giờ để lắng nghe người kia không? Ta có hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau, khó khăn của người kia hay không? Nếu ta không có thời giờ lắng nghe và hiểu được người kia thì ta có thực tập gì đâu? Ta có thực tập xây dựng tâm thân gì đâu? Ta có thực tập xây dựng tình huynh đệ gì đâu? Tại người kia là anh của mình, là em của mình, là chị của mình. Mà khi mình thấy rằng trong thân thân người này với người kia là một đó, thì ta phải thấy những khó khăn của người kia là khó khăn của chính mình, những buồn phiền của người kia là buồn phiền của chính mình. Và ta thấy rằng mỗi khi ta sử dụng ái ngữ thì ta có thể mở được cái cánh cửa của trái tim người kia. Người kia ngồi lắng nghe ta, ta sử dụng được cái sự lắng nghe thì người kia sẽ có cơ hội nói ra được những cái nỗi khổ, niềm đau, những khó khăn của người đó. Ta có để thời giờ trong ngày để làm công việc đó hay không? Thì ngồi lắng nghe và giúp đỡ người kia, đó là sự tu tập. Và khi ta ngồi thiền, ta có thể có một cái ý rõ hơn về cái phương pháp làm thế nào để giúp người kia. Ngồi thiền như vậy, nó là một thứ ngồi thiền tích cực. Nó không phải là sự trốn tránh, tránh né, sự đi tìm bình an riêng cho mình như một con thỏ nó chui xuống cái lỗ hổng của nó để cho nó an ninh. Trong cái lỗ của nó, con thỏ nó tìm ra cái cách để nó sống cái đời sống hàng ngày của nó cho có an ninh, dầu không phải chuông vào trong lỗ. Kinh nghiệm của thầy là một khi mà mình có thì giờ mình ngồi lắng nghe người kia thì mình thiết lập được rất nhiều sự cảm thông, truyền thông. Và khi mình nói với tất cả cái lòng thương của mình thì người kia có cơ hội chấp nhận được những lời mình nói. Và đó là sự thực tập đích thực, đó là tu. Còn nói rằng nói làm chi để người ta giận vô ích, cái đó không phải là tu. Cái đó là mình không có công phu xây dựng tăng thân, không có công phu xây dựng tình huynh đệ. Dù mình có nói, dù mình biết rằng tình huynh đệ rất là nuôi dưỡng, rất có khả năng nuôi dưỡng, thì tất cả chúng ta từ các thầy, các sư cô lớn, các vị giáo thọ cho đến các sư anh, sư chị, sư em, mỗi người phải ngồi lại và tự hỏi mình là trong đời sống hàng ngày mình xây dựng tăng thân như thế nào, mình xây dựng tình huynh đệ như thế nào, cụ thể như thế nào, hay là mình chỉ mong ước như vậy thôi, mình chỉ nói như vậy thôi. Một cái ánh mắt, một cái nụ cười, một cái bàn tay, cử động của bàn tay, nó đều có cái khả năng xây dựng tăng thân này.
Ví dụ như trong một buổi ngồi thiền tối hay là sáng, mình đặt cho mình câu hỏi là nếu thầy hỏi mình xây dựng tăng thân trong đời sống hàng ngày như thế này nào, thì mình trả lời như thế nào? Mình có thực sự thực tập xây dựng tăng thân hay không? Có những người tươi mát, có những người ngọt ngào trong tâm thân thì mình thừa hưởng. Và có những người không được tươi mát, những người hơi cầu nhau, khó khăn thì mình tránh né. Thì như vậy mình đâu có xây dựng tâm thân gì đâu. Mình không có lòng từ bi. Mình không có ý chí tu tập. Mình chỉ mong cho trời yên biển lặng thôi. Thành ra từ các vị giáo thọ xuống tới các sư em, mỗi người phải lấy một tờ giấy ngồi lại viết xuống coi là mình xây dựng tăng thân như thế nào, mình xây dựng tình huynh đệ như thế nào, mình có tìm cách tránh né không, mình có nhát gan không, mình thực sự có thực sự thương hay không, mình có khả năng đối diện với những khó khăn không, hay là mình chỉ đi tìm sự dễ dàng thôi, sự ngọt ngào thôi, sự tươi mát thôi. Mà thôi không. Và khi mà đã thấy được rõ rồi, thấy được rõ ràng là cái gì mình phải làm và cái gì mình không phải làm, thì mình cứ theo đó mình làm. Trong những cái buổi thiền tọa hay là những buổi thiền hành, mình không cảm thấy rằng là mình đi tìm cái sự yên lành riêng cho mình nữa. Mình thấy được là mình hòa hợp với tăng thân. Mình đi là đi cho tăng thân. Mình ngồi là ngồi cho tăng thân. Lúc đó cái hạnh phúc mới thật sự là lớn. Cái sự thực tập của làng Mai nó là một sự thực tập miên mật, và cái sự yên ổn trong cái ngồi thiền hay là trong đi khi thiền hành mình phải có được trong những cái lúc mà mình không có ngồi thiền và không đi thiền hành. Ví dụ khi ngồi ăn cơm thì mình cũng có yên ổn, có hạnh phúc giống hệt như là khi mình ngồi thiền ấy. Hay là khi mình nấu cơm, mình thuộc về cái đội nấu cơm ngày hôm nay, thì làm thế nào để cho những cái giờ làm việc ở trong bếp á, chuyện sắt gọt á, rửa rau, nấu cơm á, chiên xào nó, thì mình cũng có được cái sự bình an đó, có được cái sự thảnh thơi đó, nhất là cái sự thảnh thơi. Tại vì ngồi là thảnh thơi, đi là thảnh thơi, thì làm việc nó cũng phải thảnh thơi. Mình có thể cho thêm nửa giờ nữa, làm một giờ nữa cho nó rộng rãi thời gian để có thể làm thảnh thơi. Và trong cái nhà bếp á, hay là trong cái vườn rau á, mình thực tập giống hệt như là mình thực tập ở trong thiền đường. Tại vì mình làm mình có thể làm một cách thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc. Mình không làm một cách hấp tấp, vụt chạc để cho nó mau xong.
Và khi mình luộc rau hay là mình chiên tàu hũ thì làm sao mình cũng có được cái sự an lạc mà mình có trong cái ngồi thiền thì mới thành công được. Có lần thầy nói rằng là mình cần mấy trái cà chua. Mình biết rằng ngoài vườn đó, còn cà chua. Và mình đi ra ngoài vườn để mình hái cà chua. Thì mình đi từ đây ra vườn, mình đi làm sao cho mỗi bước chân nó thảnh thơi, nó an lạc, nó hạnh phúc. Cái mà mình cần á, cố nhiên là cà chua. Nhưng mà cái mình cần hơn nữa là cái sự an lạc trong khi mình đi ra vườn hái cà chua. Ở ngoài đời có biết bao nhiêu người đi hái cà chua. Mình tu, mình cũng đi hái cà chua. Nhưng mình hái cà chua, nó khác hơn những người khác. Mình đi ra với những bước chân thảnh thơi. Rồi mình nâng những cái trái cà chua trong tay với chánh niệm. Mình thấy được, đó là sự mầu nhiệm. Mình chắp tay mình hái. Rồi mình đi về với những bước chân thảnh thơi. Và cái thảnh thơi đó, cái hạnh phúc đó, nó không có khác cái thảnh thơi và cái hạnh phúc trong khi mình ngồi thiền. Không có sự hấp tấp, không có sự vụt chạc. Leo lên cầu thang, đi xuống cầu thang. Khiêng vật dụng lên trên xe hơi, khiêng vật dụng xuống xe hơi. Những cái lúc đó mình có thể làm với tất cả sự thảnh thơi của một người tu. Làm thế nào để đừng có sự hấp tấp, đừng có sự vụt chạc, đừng có ý muốn làm cho xong. Và thảnh thơi trong từng giây phút, làm chủ được mình trong từng giây phút. Cái đó là sự thực tập rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn cái chuyện ngồi thiền. Nếu trong trường hợp mình ngồi thiền là để kiếm cái sự an ninh. Tại trong giờ ngồi thiền không ai làm gì được mình, không ai sai khiến được mình, không ai nói, bắt mình phải nói chuyện. Khi tôi xếp một cái tờ giấy mình có thể theo dõi hơi thở trong khi mình rọc giấy. Khi mình lấy cây bút mình dầm vào mực và mình vẽ cái vòng tròn thì những lúc đó nó cũng có thể là những lúc rất là mầu nhiệm. Vẽ một vòng tròn với hơi thở vào, hơi thở ra rất là mầu nhiệm. Nó có niệm, có định. Rồi khi mình viết xuống mấy câu là đã về, đã tới thì mình thấy cũng mầu nhiệm. Mình thấy trong khi viết như vậy là mình cũng có về thiệt, mình cũng tới thiệt. Thì cái an lạc đó nó cũng lớn lắm. Chứ đâu phải mình viết một bức thư pháp là chỉ để có một bức thư pháp đẹp mà thôi đâu. Không. Có một bức thư pháp đẹp, cái đó nó cũng hay. Nhưng mà trong khi mình làm mà mình hấp tấp, mà mình chỉ muốn làm cho đẹp thôi, mà mình không có sự thảnh thơi, không có sự an lạc, mình không về, không tới, thì là mình mất hết 60-70% của cái thời giờ đó rồi. Cũng như mình ra vườn để hái cà chua, mục đích của mình, tối hậu của mình, mục đích quan trọng nhất của mình không phải là có cà chua, mà có hạnh phúc trong khi hái cà chua. Vậy thì xin đại chúng tư duy cho kỹ. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có nhiều công việc phải làm. Không phải là chúng ta phải làm xong hết những công việc đó thì chúng ta mới được tu, mới được ngồi thiền, mới được tụng kinh, mới được sám hối. Mà chính trong khi chúng ta làm những cái đó là chúng ta có cơ hội tu.
Và chính nó khó ở những cái chỗ đó. Lúc nào cũng thảnh thơi. Đi thiền hành thảnh thơi đã đành rồi. Nhưng mà mình đi xuống bếp, mình đi ra vườn, và mình đi ở siêu thị cũng thảnh thơi. Mà chúng ta phải nhắc nhau. Cái nguyên tắc là như vậy. Cái nguyên tắc là sự thực tập phải miên mật ngày nào cũng như ngày đó. Nhưng mà nếu quý vị muốn, thì quý vị thỉnh thoảng đặt ra một cái ngày mà quý vị cứ cố làm cho được. Cũng như có những cái truyền thống họ thực tập ngồi thiền suốt đêm, thỉnh thoảng 15 ngày có một ngày ngồi suốt đêm, phải uống cà phê để cho khỏi buồn ngủ, gọi là all night sitting. Thì chúng ta cũng vậy, thỉnh thoảng chúng ta chọn một ngày làm biến, một ngày nào đó, và chúng ta cương quyết từ buổi sáng cho tới buổi trưa hay cho tới buổi chiều, ta phải làm cho được cái chuyện đó. Trong khi xúc miệng chạy răng, phải xúc miệng chạy răng sao nó có an lạc thảnh thơi giống hệt như khi ngồi thiền mới được. Còn nếu không, ta không có mạng ý. Tại vì rửa rau mà chỉ để cho có rau sạch thì nó hơi uổng. Rửa bát là chỉ để cho có bát sạch mà ăn cơm thì hơi uổng, hơi phí thì giờ. Đi mà chỉ để tới cũng rất là uổng. Thì trong khi rửa bát, ta phải có an lạc hạnh phúc trong khi rửa bát. Thì cái đó là cái chiến lợi phẩm lớn của người tu. Chứ không phải là rửa bát để có bát sạch là thành quả của cái công tác của mình. Ở ngoài đời, người ta cũng rửa bát nhiều lắm. Nhưng mà họ rửa bát là để cho có bát sạch mà ăn cơm thôi. Còn mình người tu á, là trong khi rửa bát phải thảnh thơi, phải an lạc. Và cái này nó quan trọng hơn cái kia. Cho nên rửa bát chỉ có bát sạch, chỉ để có bát sạch mà thôi thì nó quá uổng. Đó là cái câu nói rất quan trọng của Lăng Mai. Hái cà chua chỉ để có cà chua mà thôi thì rất là uổng. Rửa rau chỉ là để có rau sạch mà ăn thôi thì rất là uổng. Cái mà quan trọng nhất là trong khi rửa rau, trong khi hái cà chua, trong khi rửa bát, mình phải có thảnh thơi, hạnh phúc. Cái tập khí gọi là lật đật, hấp tấp, vụt chạt, nó không có trấn ngừa mình được. Mình vẫn thảnh thơi những lúc đó, thì lúc đó mình mới thành công thôi. Và lâu lâu mình phải đặt cho mình một ngày, mà trong ngày này tôi phải làm được cái chuyện đó, để chứng tỏ rằng mình có thể làm được. Rồi trong những cái ngày khác đó, mình cũng cố gắng mình làm được như vậy. Thì khi mà thấy mình sống an trú trong cái thảnh thơi an lạc đó suốt ngày, thì những người anh, chị, người em của mình thấy mình là một cái chuông chánh niệm cho họ. Và với cái sự thực tập vững chãi và sâu sắc đó, mình nói người kia sẽ nghe. Nó có sự kính nể, mình nói người kia sẽ nghe. Tại mình nói trên cái cơ bản thực tập của mình. Mình nói những cái mà mình đang làm và mình đã làm được. Nếu không thì chúng ta đánh mất thời giờ của chúng ta. Chúng ta nói xây dựng tình vấn đề, chúng ta không xây dựng tình vấn đề. Chúng ta nói chúng ta xây dựng tăng thân, chúng ta không xây dựng tăng thân. Chúng ta nói thảnh thơi từng giây phút mà chúng ta không có thảnh thơi từng giây phút. Ngồi thiền thì nó dễ rồi. Đi ra siêu thị để mua rau cho đại chúng, trả tiền đi về mà nó thảnh thơi, nó an lạc. Cái đó mới thiệt là sự thực tập. Và đó, tất cả những cái đó là cơ hội. Chúng ta không có còn nói rằng à, mình tưởng đi tu là khỏi làm những chuyện đó, khỏi nấu cơm, khỏi đi chợ. Ai về đi tu cũng phải nấu cơm, phải đi chợ như thường. Thì ngày xưa cũng vậy,
có một nhà triết học tới hỏi Đức Thế Tôn, Ngài dạy cái gì, chủ trương của Ngài là thế nào? Thì sau khi mà đặt câu hỏi rồi, ông biết, ông hở. Ông nói một cách khác là mỗi ngày các vị làm cái gì? Thì Đức Thế Tôn mới nói, thì chúng tôi cũng đi, đứng, nằm, ngồi, rửa bát, giặt áo. Thì cái ông đó nói, như vậy thì có gì đặc biệt đâu. Chúng tôi ở ngoài đời, chúng tôi cũng đi, đứng, nằm, ngồi, rửa bát, giặt áo, nấu cơm. Đức Thế Tôn nói, vậy mà có khác đó. Mà tại trong khi chúng tôi đi thảnh thơi, có chánh niệm. Chúng tôi đứng thảnh thơi, có chánh niệm. Chúng tôi giặt áo, thảnh thơi, có chánh niệm. Chúng tôi rửa bát, có thảnh thơi, có chánh niệm. Nó có cái khác ở chỗ đó. Mình tới một trung tâm tu học, mình trở thành người xuất gia, người cân sự. Rồi để mình học cái đó. Mình cũng làm như mọi người, nhưng mà mình làm khác. Và mình phải có tiến bộ sau một tuần lễ, chứ đừng nói là sau một tháng hay là sau một năm. Mình phải có tiến bộ. Mà cái người chứng thực cho mình là mình có tiến bộ là ai? Không phải là thầy đâu, không phải là các vị giáo tọa đâu, là chính mình. Mình có tiến bộ hay không thì điều đó mình biết. Rồi khi mình nhìn sư anh mình, sư chị, sư em mình, mình thấy có tiến bộ không, mình cũng có thể thấy được. Và cái tình huynh đệ, cái niềm tin, cái sự kính nể nhau nó tăng lên nhờ cái sự thực tập đó. Chứ không phải là do cái tài năng của người kia. Tài năng, ở ngoài đời họ có tài năng nhiều lắm. Nhưng mà họ khổ rất nhiều. Chữ tài liền với chữ tài một phần. Vì vậy cho nên vấn đề không phải là vấn đề tài năng. Vấn đề hạnh phúc. Mà hạnh phúc do sự thực tập, do cái niềm tin ở sự thực tập. Cái phương pháp tự tứ, invitation, là một phương pháp cổ truyền mà người tu nào cũng mong ước được soi sáng để thấy được những yếu kém của mình. Vì vậy cho nên mỗi người phải có lời lời khấn cầu tăng thân soi sáng cho mình. Và nếu mà mình thật sự muốn được soi sáng thì mình phải có khả năng lắng nghe. Còn nếu không thì ai mà soi sáng cho mình? Soi sáng rồi mình giận thì ai mà soi sáng, ai thèm soi sáng cho mình? Thì trong khi soi sáng có thể có những cái khuyết điểm. Có khi cái người được soi sáng mà có cái tâm rộng mở muốn cầu soi sáng thì những soi sáng của tăng thân có khi nó đúng tới 90%, thì rất là lợi cho cái người được soi sáng. Còn cái người kia nếu mà không có khả năng lắng nghe, giận hờn thì tăng thân ít khi dám nói thật. Và cái sự soi sáng đó nó chỉ đúng được có chừng 30-50%, thì rất là uổng cho đương sự, rất là uổng cho tăng thân. Và đó, những pháp môn thực tập rất là mầu nhiệm, mà nếu mình không có chấp hành được, chấp trì được thì quá uổng. Những cái khó khăn, những cái tì vết ở trong tăng thân nó rất là nhỏ nếu so với
thế giới bên ngoài. Nhưng mà tại vì mùa xuân đã đến, chúng ta phải thực tập dọn dẹp, spring cleaning, cho nên chúng ta phải nỗ lực thực tập để cho cái tăng thân nó không có tì vết, cho nó sạch, nó đẹp, để mà bắt đầu những cái khóa tu lớn của chúng ta, như khóa tu tiếng Pháp, khóa tu 21 ngày, khóa tu mùa hè, khóa tu mùa thu. Tổ Lâm Tế đã nói rằng mình là người tu thì mình phải biết làm chủ mình, tùy sứ tác chủ. Tùy sứ tác chủ tức là không có nghĩ rằng mình là nạn nhân của người kia. Khi mình thấy mình là nạn nhân của người kia, của tăng thân, thì mình không có đóng được cái vai trò chủ động nữa, mà mình thất bại. Tùy sứ tác chủ tức là ở bao trong bất cứ một cái trường hợp nào đi nữa thì mình vẫn đứng về phía chủ động. Nó vậy đó, rất là hay. Tùy sứ tác chủ. Tùy sứ tức là nó trong bất cứ một cái môi trường nào, một cái hoàn cảnh nào, dù cái hoàn cảnh đó nó có những khó khăn, nó có những cái phức tạp, thì mình vẫn giữ được cái thế làm chủ của mình. Mình không có trở thành bị động. Mình nói tại vì họ vậy cho nên tôi mới vậy. Tại sao anh co rút người lại? Tại sao anh trốn chạy? Tại sao anh không có làm gì hết? Tại sao anh buồn rầu? Là tại vì họ vậy cho nên tôi mới phải vậy. Cái đó là đứng về phía bị động, passive. Mà tối dài mình á, nếu có một vài cái tiêu cực ở trong hoàn cảnh của mình á, thì mình đừng có trở thành ra thụ động, bị động. Mình nói rằng có một vài cái tiêu cực như vậy thì mình có mặt đây là để mà giúp cho những cái tiêu cực đó không còn. Và mình đứng về phía chủ động, ta phải làm cái gì, sự có mặt của ta và cái cách tu tập của ta sẽ có công năng chịu hóa được cái đó. Và mình đứng về phía chủ động, tùy thứ tác chủ là như vậy. Chứ không phải là đi tới đâu cũng muốn làm chủ thiên hạ hết đâu. Tùy sự tác chủ là như vậy. Wherever you are, you don't feel like a victim. You tích cực, mình phải có thái độ tích cực, tùy sự tác chủ. Và khi mà mình có cái thái độ tùy sự tác chủ rồi thì mình không cần phải đi, mình không cần nghĩ mình phải đi tìm một cái chỗ khác, người ta dễ chịu hơn. Tại mình quyết tâm xây dựng cái tăng thân này, mình quyết tâm giúp những người khác chuyển hóa những cái khó khăn đó. Nó tổ dài như vậy. Sự có mặt của một người trong cái hoàn cảnh đó, nó thay đổi hoàn cảnh. Thánh nhân mà xuất hiện ở đâu thì cỏ chỗ đó nó xanh hơn, trời chỗ đó nó trong hơn, và nước ở đó nó ngọt hơn. Đó là cái niềm tin của người Á Long. Khi mà có một vị thánh nhân xuất hiện,
thì cái năng lượng lành đó, nó chuyển đổi được hết. Thì mình phải là một con người nào đó, với sự thực tập của mình, sự có mặt của mình ở trong cái hoàn cảnh đó, nó thay đổi được cái hoàn cảnh, nó làm cho hoàn cảnh nó tốt hơn. Và mình phải đứng về phía chủ động mà mình làm như vậy. Ta có mặt ở đây, ta phải làm sao cho sự có mặt của ta nó chuyển đổi được tình trạng. Và mình đứng về phía chủ động. Và đứng về phía chủ động thì không bao giờ có tư tưởng rút lui hay là chạy trốn đi chỗ khác. Mà tùy sự tác chủ. Và Tổ cũng dùng bốn cái chữ gọi là lập xứ tắc chân. Lập đắc chân. Mình ở vào trong cái môi trường nào, trong cái hoàn cảnh nào, mình đứng ở đâu, mình ngồi ở đâu, mình có mặt ở đâu, hoàn cảnh tốt, hoàn cảnh xấu, thì mình vẫn giữ được cái con người thật của mình. Mình ngồi riêng một mình trong phòng, mình cũng là người đó. Mình ngồi với một người bạn thân thì mình cũng là con người đó. Và mình ra giữa quần chúng, mình cũng vẫn là con người đó. Mình không có mặt nạ, mình không có nhiều mặt nạ. Để khi gặp người này thì mang mặt nạ này, khi gặp người kia thì mang mặt nạ kia. Gọi là lập xứ tắc chân. Ở trong cái bài pháp thoại giao thừa năm nay, thì mình có nói tới cái tình trạng Việt Nam, mà trong đó nhiều người trong chính quyền, trong đảng, trong xã hội, trong giáo hội đều có hai mặt nạ hết. Và tùy theo lúc thì mang mặt nạ này, tùy theo lúc khác thì mang mặt nạ khác. Đó là một cái điểm rất là tiêu cực của đất nước hiện bây giờ. Chúng ta sợ nhau, chúng ta nghi ngờ nhau. Và vì vậy chúng ta phải có những cái mặt nạ khác nhau. Ban đầu thì mình nói rằng là mình phải linh động. Đi với Phật thì mình mặc áo ca sa. Đi với ma thì mình phải mặc áo giấy. Ban đầu thì mình nói như vậy đó. Phải linh động, phải uyên chuyển. Mà đi với ma phải nói giọng ma. Ai về nói giọng ma một hồi thì mình quen, mình nói giọng ma luôn. Mình đi với Phật mình cũng nói giọng ma luôn. Cho nó rất là nguy hiểm. Muốn cho thành công đó, thành ra mình nói chiều theo cái ý của người đó. Mình nói theo cái sở thích của họ. Mình nói giống như là mình rất là thích cái đường lối của họ. Nhưng mà trong bụng mình không phải như vậy. Ban đầu mình muốn nói chiều như vậy để cho có cảm tình, rồi sao mình chuyển hóa người đó. Nhưng mà mình mặc áo giấy một hồi thì mình thành ma luôn. Và Tổ không có muốn như vậy. Tổ mình không có muốn mình linh động, mình uyển chuyển cái cách đó. Mình lấy cái cớ là mình phải phương tiện. Và vì vậy cho nên có khi mình mặc áo ca sa, có khi mình mặc áo giấy. Ở Việt Nam người ta tin, người ta thương những người quá cố đó. Cho nên khi người thân của mình chết rồi thì mỗi năm mình sợ người đó lạnh, thành ra mình phải gửi áo quần về. Và có cách gì để gửi áo quần về cõi âm đâu. Thì phải đốt nó đi. Làm áo quần bằng
bằng giấy đốt về. Vì vậy cho nên ma là mặc áo giấy là vậy đó. Thì mình đi với ma thì mình phải mặc áo giấy. Mình phải là mình. Chỗ nào mình cũng nắm được. Mình cũng là mình hết, gọi là đặc trưng. Được, mình cũng được cái khả năng mình là mình hết. Trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội, mình chỉ là một người thôi, một người đó thôi. Không, mình có nhiều mặt. Thì sự đặc trưng là như vậy. Và ban đầu thì người ta có thể là không có thích mình lắm. Nhưng một hồi người ta thấy được cái con người thật của mình, và họ sẽ thương, họ sẽ kính. Chứ mình không cần phải mang mặt nạ. Thì tổ đã thương, tổ đã chỉ đường cho mình phải theo như vậy thôi. Và nếu như cả chúng cùng thực tập với nhau theo nguyên tắc này á, thì sự chuyển hóa nó sẽ xảy ra rất là mau. Cái tình vấn đề sẽ được xây dựng rất là mau chóng. Tăng thân sẽ đẹp lên rất là mau chóng. Mình phải làm gương cho những người khác. Mình phải liên kết với những người khác để có đủ sức mạnh làm công việc này. Nếu mình không có giúp nhau thì ai giúp nhau? Mình phải có can đảm, mình phải là mình. Đừng có trốn tránh, đừng có sợ sệt. Thì lúc đó mình mới thành công được trong cái công trình xây dựng tăng thân, xây dựng tình vấn đề. Mời sư cô Trần Không lên hát bài Hoa Thí Tiên. This song I composed 20 years ago when we just discovered Plum Village. When we bought Plum Village, there was not such a forest of black potato because we bought in summer. And so in March of every year, suddenly we see countless of black potato growth. And I remember of the Lotus Sutra saying that when the Buddha would come and then Bodhisattva manifests everywhere, countless from the earth. So I feel that every black potato is a Bodhisattva. Trong sự văn hóa của mình là tụi nghề dòng sử thì những cái hoa thì không có cảm tưởng nào mà mình bị được tại đây. Từ mặt đất nước trôi lên, từ đất đá trôi lên, từ mùa đông lạnh lẽo nhô lên, hằng vàng rồi hằng chiều lá xanh, hằng vàng rồi hằng chiều lù vàng, hằng vàng rồi hằng chiều cánh vàng ru ru. Bồ Tát hay là Bồ Tát đang thuyết pháp, pháp và người nghe là một, người thuyết pháp là người nghe đồng sinh. Bởi vì có các bạn đó nên có chúng tôi đây, bạn và tôi hiện hữu nhiệm màu, tôi và bạn những đức Phật. Biết rằng ngày mai tôi sẽ ra đi, cho nên bạn trân quý tôi như đang trân quý từng sự sống. Biết rồi ngày mai ai rồi cũng sẽ ra đi, cho nên ta trân quý từng biểu hiện của sự sống. Từ mặt đất trồi lên, từ
Bài này đặt chắc 25 năm rồi. Thì cái chỗ mà Phượng Thủy Tiên Ngọc đó, thầy đặt tên là Pháp Thân Tạng, the Dhammakaya. You don't know because at the first time we discovered the daffodil, we are so impressed. So thầy said that is a manifestation of the body of the Dharma, Dhammakaya. Rồi cái câu thứ hai đó là nói qua vườn mai xuống dưới đó, ở sông Hà đó, thì qua tham vấn đường, tại vì cái quán ở xuống dưới hồi xưa gọi là tham vấn đường, từ vì ở chỗ đó là thầy hay tiếp những thiền sinh để mà tới tham vấn riêng, cho nên mình gọi là tham vấn đường. Thì khi nào mùa hè cũng mùa đông á, đầu mùa đông thì mình làm hội đầu mùa xuân thì mình làm hội thủy tiên, cuối mùa hè thì mình làm ngày thả cá, mình mua chim, mua cá, tập hợp ở tại tham vấn đường. Rồi mình mới đi bộ xuống cái hồ nước ở dưới sông Hạ, rồi mình mới thả cá. Năm nào cũng thả cá, và rất nhiều cá, nhưng lúc sau nó không rái cá, nó ăn cá quá, thành mình không dám thả cá nữa. Wow.